Thưa quý vị, chủ đầu tư thủy điện Sông Liên 1 là công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện Sông Liên đã đổ một lượng lớn khối lượng đất đá trái phép xuống lòng sông Liên, đoạn qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, gây thu hẹp dòng chảy của con sông này, khiến cho người dân địa phương bức xúc và lo lắng. Chính quyền địa phương buộc chủ đầu tư phải khẩn trương khắc phục sai phạm. Hơn 4.000 mét khối đất đá được nhà đầu tư thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 tự ý lấp lấn trái phép ra 20 mét lòng sông Liên, đoạn phía sau nhà máy thủy điện này ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi. Việc lấp lấn này đã gây thu hẹp dòng chảy tự nhiên của sông Liên. Đây là con sông lớn ở huyện Ba Tơ và có vai trò quan trọng trong tiêu thoát lũ, nên việc đổ đất đá sai phạm này của dự án thủy điện Sông Liên 1 đang gây bức xúc trong nhân dân. Ở đây là đổ đất đây, tụi nó là ông đổ đất không được, bởi vì là cái đường nước lưu thông lâu nay. Nếu như luộc bỏ tới nơi thì nó sẽ là nguy hiểm cho dân toàn bộ ở đây. Nhưng mà có kêu ra rồi cuối cùng cũng đang vào đó hết. Có hai vị trí đổ đất đá gây lấp lấn dòng chảy trên sông Liên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Bình Định là đơn vị tổng thầu thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 thực hiện với khối lượng hơn 13.000 mét khối. Chính quyền địa phương thừa nhận nhà đầu tư và nhà thầu thi công dự án thủy điện này có sai phạm trong việc đổ đất đá gây lấp lấn sông, nhưng ngay từ đầu đã không có sự vào cuộc ngăn chặn kịp thời. Việc mà họ thi công, họ đổ mình, họ đổ thì cái khối lượng đất đó là trong một ngày là nó sẽ thành một đống to như thế, cho nên là trong một hai ngày là địa phương cũng chưa phát hiện kịp thời. Chúng tôi có văn bản chỉ đạo các ngành địa phương tổ chức khắc phục những cái nội dung, kể cả doanh nghiệp này, khắc phục những cái nội dung mà sai phạm trong cái thời gian vừa qua. Đối với xã Ba Động thì phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong cái công tác quản lý đất đai trên địa bàn, quản lý các cái dự án trên địa bàn. Phòng kinh tế hạ tầng thì phải rút kinh nghiệm trong các công tác quản lý về cái thủy xây dựng thủy điện. Hiện nay thì chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn trả lại hiện trạng ban đầu đối với dòng sông Liên, và nhà đầu tư cũng đang thực hiện việc nạo vét và đưa toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống con sông này ra khỏi khu vực sông. Chúng tôi nghiêm túc là nhận khuyết điểm và sẽ khắc phục, cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất. Chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Liên 1 cam kết trong vòng 10 ngày sẽ hốt dọn toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ ra sông Liên để trả lại dòng chảy nguyên trạng cho con sông này.